Sau đây là phần cảnh báo và cảnh cáo khẩn cấp cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Các ngươi mau mắn trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính ta, Minh Vương Việt Nam, Phụ Đổng Thiên Vương tái thế, làm việc cùng toàn thể đồng bào để tái thiết quê hương xứ sở chúng ta, và đồng thời để đồng bào Việt Nam chúng ta cùng nhau làm việc kêu gọi nhân loại mau mắn ăn năn sám hối gấp, bởi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Đảng Cộng sản các ngươi chậm trễ thì các ngươi sẽ bị xử tử hình cả lũ. Nhớ những gì ta cảnh báo, hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2014, ta chính đây y sư thánh giống Minh Vương Việt Nam.